trời ơi, thấy chưa, ăn cho cố vô. phải chào mọi người đã. Ok và hai, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với Mini World. Trời ơi, anh em có biết lý do tại sao hôm nay mình buồn vậy không anh em? Mình chào không có hứng chào luôn á. Đó, lý do là ở đây nè, các bạn nhìn nè. Nè, nè, con heo Timmy đù nè, nằm một đống luôn rồi nè. Rồi, ông Dịch thì đứng kế bên lo lắng nè. Mình nói thiệt với anh em luôn nha, là Timmy đù á, hôm qua nó mới đi kiếm ở đâu ra một đống bánh kẹo luôn, nó đem về nhà nó ăn. Mà không hiểu sao á, mà nó ăn bánh kẹo thôi mà nó không chịu ăn, mà ăn luôn cái gì ta, cái ngôi sao ở trong game Mini World luôn hả? Nó mang qua nhà ông Mr. Bịch, nó đủ ông Bịch ăn. Sớm đầu nó ăn, sao nó ăn luôn cái hình cái ngôi sao trang trí nhà ông Bịch luôn. Trời ơi, mình không hiểu luôn. Cho nên bây giờ nó bị nghẹt họng, cho nên nó cứ ngất xỉu luôn nè hả. Thì bây giờ bọn mình đành phải nhờ ông phù thủy nè, phù phép cho bọn mình chui vô bụng của nó. Bây giờ phải chui vô bụng của nó, sau đó là tìm lấy mấy cái ngôi sao ra. Hình như nghe đâu nó nuốt đến 2-3 cái ngôi sao vô trong bụng nó luôn. Bây giờ phải lấy ra nè, không thôi là như là nó ngất xỉu mãi luôn á. Thôi là trời, nhìn nè, bây giờ ông phù thủy, ông phù phép nè, nhìn tội đúng không? Trời ơi, thôi rồi bây giờ ông phù thủy ơi, ông hãy phù phép cho bọn con chui vào bụng của Timmy đù. Và bây giờ bọn con sẽ vào trong đó và lấy mấy cái ngôi sao ở trong bụng của con Timmy đù ra nha. Trời ơi là trời, thiệt chứ, ăn cho cố vô, ăn cho cố vô không à, heo mập. Thôi là trời ơi, ông phù phép đi ông. Trời ơi, điên đảo quá. Trời, wow, đây chính là cái bụng của con Timmy đù hả trời? What the hell? Cái gì đâu mà bánh kẹo tùm lum la vậy? Ủa? Đây là một thế giới tràn ngập đồ ăn. Đây là đâu vậy? Trời, không nhớ hả? Chúng ta đang ở trong cái bụng của Timmy đù nè. Em nói thiệt nha, không biết. Ủa mà Kairon ở đâu đây? Trời ơi, ai mà biết đâu. Hồi nãy đâu tôi đang trong làng của Hero Team ngồi chơi bắn búp gì mà tự nhiên có cái gì đó mà trời tối sập xuống cái rồi tôi bất tỉnh rồi tới đây luôn nè. Trời ơi trời, hóa ra là ông phù thủy ổng vô tình ổng biến cái xong cây Ron ổng bị vô trong đây với bọn mình luôn rồi Dịch ơi. Tưởng là có hai anh em mình. Mà ông biết cái này là gì không? Cái này không ai nhiều kẹo quá cơ thôi. Ôm về mang về nhặt về băng bán được rồi. Trời ơi, tào lao. Cái này là thế giới kẹo hả? Thế giới kẹo con mắt ông. Đây chính là cái bụng của con Timmy đù á. Bà sao cái cây nào cũng có cái mùi hôi hôi sao? Trời, anh bị điên hả? Cái cây kẹo này là con Timmy đù nó ăn rồi đó, nuốt vô bụng. Bây giờ anh tính anh lấy anh ăn lại hả? Ghê quá à. Chạy đi. Giờ mình vô đây mình phải làm gì đầu tiên nè? Trời ơi, thôi được rồi, để mình giải thích lại cho Kairon hiểu nè. Thì á là do con Timmy đù á, nó lấy được quá trời bánh kẹo về xong nó ăn. Hồi nó ăn xong rồi ha, cái đầu nó vô tình nó ăn luôn cái ngôi sao trang trí nhà của anh Vịt luôn, và nó bị nghẹn họng và nó bất tỉnh. Bây giờ nhiệm vụ chúng ta là phải đi vào trong cái bao tử của nó nè và đi kiếm cái ngôi sao đó để lấy ra, hiểu không? Thì ra là đi vậy ơi. Hả? Đúng rồi. Timmy đù này nó ăn kẹo mình không chịu bóp vỏ luôn nè. Đúng rồi, nó không bóp vỏ mà nó nuốt trọn luôn một cái cục mà. Trời ơi, cái cục nó được. Thôi ơi. Trời ơi, Dịch, nó nuốt luôn cái bánh kem bự khổng lồ luôn nè. Có cái gì, nó có cái lò xo nó xoay trên nó luôn kìa. Trời ơi. Bây giờ nó ăn cái gì mà nó chừa lại cái cho người khác ăn đâu. Trời ơi, thấy ghê quá. Cái gì? Ủa cái này là gì? Ủa cái gì vậy trời? Tôi chết luôn rồi. Đây là dung dịch dạ dày chuyên để phân hóa thức ăn. Để em tí, mọi người để em tí, mọi người đi nhanh quá đi thôi không kịp nè. Từ từ. Trời ơi. Ủa, cái này là cái gì vậy? Em biết cái này là cái gì rồi Dịch ơi. Cái gì? Đây là cái nước vàng vàng nha. Nước vàng vàng là nước... Tào lao. Đây chính là nước mía đó tào lao. Cái này là nước mía nè. Ủa còn này là gì đây? Mà nó uống nó nuốt luôn kìa. Cái ống hút nè, trời ơi, nó nuốt luôn cái ống hút luôn Dịch ơi. Uống nước mía mà nuốt ống hút luôn. Ok, phải từ từ đi em đi qua. Sợ té. Mà kẹo kia các thứ mà đi qua dạ dày nó chưa tiêu hóa xong là. Thôi nhìn nè, cội kem nữa nè. Mình đi đến cuối đường mình chui ra cái lỗ. Cái tào lao, mình đang trong cái bao tử. Mình nói gì vậy? Ok. Ôi coi nè, ở chỗ này còn có kẹo gấu nữa nè. Trời, cái này hình như là kẹo dẻo nè, phải không ta? Cái này hình như là cái kẹo dẻo. Kẹo dẻo nè, đi tiếp đi. Mấy cái kalem nè. Dịch ơi, đợi bọn em với Dịch. Trời ơi, đợi bọn em với Dịch đi nhanh lắm vậy. Ủa chỗ này phải bắt cua. Trời, cái này ăn lại được không? Tào lao, kem nó nuốt kìa anh lại. Trời ơi, trong bụng bốn cái mi đầu có dung nham luôn anh ơi. Nó thiết kế đặc biệt để phân hóa đồ ăn ấy, chứ không phải cái lớp bụng nó có không ăn thua rồi. Nó phải có dung nham nó mới tiêu được hết. Tính ra là con Timmy đù cái gì nó cũng ăn được luôn, dung nham mà nó uống luôn mới ghê chứ. Nó uống vô để tiêu hóa đồ ăn khác ấy. Trời ơi, trời ơi ghê vậy nồi. Hồi kem nè, rồi cái đầu kẹo nè, rải tùm lum đây luôn. Thôi ơi. Tính ra là mấy cái bánh gấu ấy mình ghét này, mình để từ năm ngoái mà mình tìm nhà mình không thấy quá nó.
Trời, nó nuốt hết vào bụng nó rồi đó. Ờ, nhưng mà bây giờ mình đâu có lấy mình ăn được đâu. Nó nuốt vô bụng nó rồi, dính đầy là cái bao tử của nó thì ghê mồm. Ê, sao cái dạ dày nó mà đến khúc này chia làm ba hả cha? À, có lẽ là cái đường này sẽ là đi ra lỗ mũi, đường này sẽ đi ra là cái lỗ tai, còn đường này đi ra cái lỗ lỗ chân lông. À, lỗ chân lông đúng rồi. À, mình cứ đi cái đường này đó đi thôi. Em cũng không biết đi ra cái lỗ gì nữa, nhưng mà mình cứ đi. Dạ dày của nó là của heo hay của người mà phức tạp vậy? Đi lòng vòng rồi. Ai biết trời. À, hình như mình đang trong cái ruột của nó anh ơi. Trời. Mày quá, mình đã đi đúng cái ruột non anh ơi. Trời, chứ đi trúng ngay cái ruột già là mình đi ra chỗ khác luôn. Bụng của Tommy còn có chỗ checkpoint nữa nè. Ghê thiệt. Ôi hồi sinh đến đây cho khỏi phải thôi. Anh em ơi, anh em, mình thấy cái trong cái bụng của con Timmy đầu y như là cái gì đó mini game vậy anh em. Trời. Ôi có hồ dung nham nè. Đó là cái chết chỗ của bụng nó là có chỗ nào có chỗ để tiêu hóa luôn nó hay vậy. Trời, tính ra Timmy đầu á. Rồi, chết rồi. Cây ron bị Timmy đầu tiêu hóa rồi. Ok, tính nữa cây ron sẽ được thải. Ê phong đi này. Nó cất giấu cái dương đồ này trong bụng nó luôn là ghê. Ôi, thịt gà với lại là cái gì đó, cái này là kẹo Noel nè. Wow, ôi mình chết bon rồi đi. Ôi, cái chết bon rồi. Ôi, cái này là kiếm anh ơi, cái này là kiếm. Ôi. Ghê rồi. Trời ơi, tính nào nó nuốt luôn cái kiếm nó vô bụng luôn anh ơi. Ôi, ủa cái thằng nào khùng mà xem. Khoan, từ từ đi anh. Em từ từ, em chưa đi nữa mà. Ủa mà ở đây giờ chia ra hai đường, mình biết đi đường nào đây? Mình đi từ đường 1 đi. Hả? Thôi cái đường này gần hơn nè, cái đường này gần hơn nè, mình đi cái đường này trước thử coi. Ok, ui có xây cái nhà luôn nè, ghê quá vậy ha. Ôi, phải em vô thử coi. Ê, khủng long. Mày khủng long á, mày khủng long. Ê ha, bị nó giết luôn rồi. Trời ơi, đây dịch. Gì? Em không ngờ là nó nuốt luôn con khủng long vô bụng nó luôn vậy đây. Nó nuốt con khủng long, nó còn sống nhăn hơi bị khó. Trời, con Timmy đầu nó nuốt luôn cái con khủng long trong bụng nó luôn hả? Thôi, cãi đi, cãi em thôi, mình đi cái đường kia đi. Trời ơi, em không ngờ là Timmy đầu nó ăn vậy luôn. Trời, nó ăn mà nó nuốt luôn con khủng long vô bụng nó luôn. Thì cầm cái chậu chọc con khủng long xem. Thôi không được đâu, trời ơi, em bị rớt mất tiêu rồi. Em chết, em rớt mất đồ rồi. Thôi, cái kem khổng lồ luôn nè, trời ơi, Timmy đầu nó ăn gì ghê vậy trời. Ôi, cái này hình như cái cục tròn tròn này hình như người ta gọi là marshmallow nữa đúng không ta? Cái cục kẹo này là cái cục gì mà người ta chiên vô người ta nướng á? Đúng rồi, người ta gọi là kẹo marshmallow á. Ôi, bánh kẹo nè. Ôi, lum rồi, xong dịch bị tiêu hóa rồi. Trời ơi, có 7 luôn trời. Con Timmy đầu nó xây 7 ở trong bụng nó luôn dịch ơi. À, có khi nào nó rè chẳng rè trước chứ ai chưa cho bụng lấy được đồ ăn nó sẽ bắt. Đúng rồi, nhiều khi rồi đó. Thôi, em không ngờ cái bụng Timmy đầu nó lợi hại vậy luôn. Trời, xong chết luôn. Em không ngờ là cái bụng con Timmy đầu nó lại lợi hại vậy luôn anh. Qua luôn, qua lẹ thì được. Mà sao con Timmy đầu này nó kỳ quá ta? Người ta đã nó ích kỷ tới nỗi mà bây giờ nó sợ người ta vô bụng ăn đồ ăn của nó nữa. Đúng rồi. Làm bậy. Tao làm bậy cho bụng. Đi đầm cái dạ dày rồi anh đang ra cái đằng lối ơi. Trời. Cái gì? Dịch đi ra cái lối gì? Ủa dịch đâu? Dịch đâu? Ủa ông dịch ông ở đâu mà ông im lặng luôn rồi coi. Chết luôn rồi. Các bạn ơi. Chết rồi. Tôi nghi lắm nha. Ôi, Mr. Dịch đã rời phòng. Trời ơi. Chết rồi. Tôi bị tiêu hóa rồi. Trời ơi ghê quá. Đi. Không có vấn đề gì đâu. Trời ơi. Bây giờ mình đi, bây giờ mình nhảy qua đây đi. Ừ, nhảy qua. Nhảy qua vẫn được hả? Nhảy qua vẫn được. Ok, qua được rồi. Ok, đi tiếp. Hồi ông nhìn nè, bánh kẹo quá trời luôn. Trời ơi anh Dịch ơi. anh Dịch đã bị tiêu hóa trong bụng của Timmy rồi. Ơi. Ôi, mấy cái kẹo nè. Hồi tính ra Timmy nó ăn quá trời luôn trời. Bánh kem nữa nè. Hồi. Trời ơi, nó nuốt luôn cái hũ sô cô la luôn. Nó nuốt luôn cái hũ sô cô la vô bụng nó luôn nè. Trời ơi, bắt cua kẹo nó kìa. Trời. Một cái hố lava bự khổng lồ. Trời. Ok, nhảy qua em ạ. Chết rồi. Xong luôn. Ui. Trời ơi, bắt cua mà giờ cũng toàn làm từ bánh không nữa. Đi đụng. Rồi. Ok, qua được rồi. Trời ơi, may quá. Trời ơi, rồi bắt cua phong cận mà. Ok. Ôi, đằng kia như có ai kìa. Ôi, tính ra Timmy đầu nó nuốt quá trời người vô bụng nó luôn. Ôi trời. Cái gì vậy Timmy? Trời ơi, Timmy là Timmy. Ủa không, hình như mấy người này là mấy cái người ở trong cái ngôi làng Hero. Hình như bọn họ cũng bị biến vào trong đây á. Trời ơi, bây giờ mình phải mau tìm ra cái ngôi sao để cứu mọi người đi. Trời ơi. Ui, trời. Timmy đầu nó nuốt nguyên một cái tòa lâu đài bánh kẹo vô bụng nó luôn. Trời. Tôi nói thiệt nha. Timmy đầu á, Timmy đầu nó không phải là con kiều đâu. Nó phải là con heo mới đúng. Trời ơi.
Ui, đây 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 đây. Ui, ngôi sao kìa, ngôi sao kìa. Trời ơi, thấy rồi, thấy rồi. Trời ơi, hóa ra là Timmy đồ nó nuốt mấy ngôi sao này nè. Trời ơi, nuốt lần 4 cái luôn cho nên nó mới bị đau bụng, nó mới bị nghẹt họng đó, nó mà nó xỉu luôn đó. Thôi được rồi, bây giờ mình mau mình lượm mấy ngôi sao đi nhanh. Ôi. Nhanh.